Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17 tháng 7 công bố điểm thi và phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. So với năm ngoái, 6 trên 9 môn tăng điểm, gồm toán, ngữ văn, vật lý, lịch sử, địa lý và tiếng Anh, mức tăng từ 0,06 đến 1,04. Môn tiếng Anh tăng ít nhất và địa lý tăng mạnh nhất. Điểm trung bình tăng ở từng môn khiến điểm trung bình một số tổ hợp xét tuyển đại học đi lên. Trong đó, tổ hợp C00 văn sử địa tăng mạnh nhất từ 18,97 lên 20,95 điểm. Các tổ hợp khác như A00 toán lý hóa, A01 toán lý Anh, D01 toán văn Anh cũng tăng từ 0,2 đến 0,13. Riêng tổ hợp B00 toán hóa sinh điểm trung bình giảm nhẹ. Điểm chuẩn tổ hợp C00 và D01 tăng là nhận định chung của nhiều chuyên gia tuyển sinh. Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm chuẩn của tổ hợp D01, C00 thường dùng để xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, kinh doanh quản lý, dịch vụ có thể tăng mạnh nhất. Trong đó, mức tuyển khối C00 có thể tăng từ 1 tới 2 điểm, còn D01 khoảng 0,5 điểm. Điểm thi có một số thay đổi ở một số môn. Cụ thể, tiếng Anh vẫn là môn có số bài thi dưới trung bình cao nhất, hơn 386.000 bài thi dưới 5 điểm, chiếm 42,6%, nhưng cũng có đến 565 bài thi đạt điểm 10. Tiếp theo sau là môn toán có gần 183.000, 17,4% bài thi dưới trung bình. Đáng chú ý, môn giáo dục công dân có số lượng thí sinh đạt điểm 10 năm nay giảm sâu, cả nước chỉ có 3.611 thí sinh đạt điểm 10 môn này, trong khi đó năm 2023 có đến trên 14.600 thí sinh đạt điểm 10. Năm nay, môn hóa học và lịch sử có số lượng bài thi điểm 10 tăng đột biến. Cụ thể, đối với môn hóa học, nếu năm 2023 chỉ có 137 bài thi đạt điểm 10, thì năm 2024, số bài thi đạt điểm tuyệt đối tăng lên 1.278. Tương tự, nếu năm 2023 chỉ có 789 bài thi môn lịch sử đạt điểm 10, thì năm nay tăng lên 2.108. Năm nay có 1.045.643 thí sinh làm bài dự thi môn toán. Trong đó, số điểm học sinh đạt nhiều nhất là 7,6 điểm, mức điểm trung bình là 6,45 điểm và điểm trung vị là 6,8 điểm. Trong tổng số hơn 1 triệu thí sinh dự thi, có 182.930 em đạt điểm dưới trung bình, 14 em đạt điểm 0. Đáng chú ý, năm nay không có học sinh nào đạt điểm 10 môn toán. So sánh với dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đến nay, số thí sinh đạt điểm 10 môn toán giảm dần. Cụ thể, năm 2020 có 234 đạt điểm 10, năm 2021 có 52 em đạt điểm 10. Số thí sinh đạt điểm 10 năm 2022 và 2023 lần lượt là 35 và 12 em. Đề thi môn toán những năm gần đây được đánh giá là có độ phân hóa tốt, phổ điểm thi ổn định. Đây được xem là lý do số thí sinh đạt điểm 10 giảm dần qua các năm. Năm ngoái, điểm trung bình ở môn này của hơn 1 triệu thí sinh là 6,25, mức điểm nhiều em đạt nhất là 7,6 và chỉ 12 bài thi đạt điểm 10. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là gần 217.000, chiếm hơn 21,6%. Hầu hết các môn với giải điểm trên 5 đều tăng. Môn toán giải 5,6 tới 9 tăng rõ rệt so với năm 2023. Môn văn điểm cao hơn hẳn năm ngoái, giải từ 4 tới 10 điểm. Đặc biệt, điểm tăng mạnh từ 8 điểm. Môn tiếng Anh từ 4 tới 8,8 thì tăng hơn năm trước, nhưng từ 9 điểm trở lên, số thí sinh đạt ít hơn năm ngoái. Môn lý dưới 7,25 thì giảm, nhưng sau 7,25 thì tăng rõ rệt. Môn hóa dưới 8,25 thì giảm, nhưng sau 8,25 thì tăng. Môn sinh phổ điểm cơ bản như năm ngoái. Môn sử, điểm sau 5,5 tăng cao hơn hẳn. Môn địa, điểm sau 6,75 tăng rõ rệt. Môn giáo dục công dân, điểm dưới 9 thì tăng, nhưng sau 9 thì giảm so với 2023. Dự kiến điểm chuẩn đại học 2024 sẽ tăng. Nhìn chung thì điểm các môn tăng lên. Bên cạnh đó, tỷ lệ xét tuyển đại học bằng điểm tốt nghiệp cũng giảm, nên có thể nhận định về chuẩn năm 2024 như sau. Tổ hợp A00, toán lý hóa, điểm chuẩn có thể tăng từ 0,5 tới 1 điểm. Tổ hợp A01 toán lý Anh, điểm chuẩn có thể tăng từ 0,2 tới 0,5 điểm. Tổ hợp B00 toán hóa sinh, điểm chuẩn có thể tăng từ 0,2 tới 0,5 điểm. Tổ hợp C00 văn sử địa, điểm chuẩn có thể tăng mạnh từ 0,5 tới 1,5 điểm. Tổ hợp D01 toán văn Anh, điểm chuẩn cũng sẽ tăng mạnh từ 0,5 tới 1 điểm. Các sai lầm khi đăng ký nguyện vọng. Theo sở thích, cảm hứng cá nhân. Bị bố mẹ bắt chọn. Theo bạn bè rủ rê. Bị bắt chọn theo truyền thống gia đình dòng họ, quá lệ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình, bị người yêu lôi kéo.
Vì vậy, để tránh các sai lầm khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần chọn ngành nghề theo năng lực, sở trường và nguyện vọng thiết thực của bản thân để đảm bảo có thể học tập và làm việc lâu dài, tránh lãng phí, không hiệu quả. Cách đăng ký nguyện vọng hiệu quả. Chọn ngành trước rồi chọn trường. Thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn của các ngành trong 3-4 năm gần đây và đăng ký theo 3 nhóm. Nhóm 1, nguyện vọng rất thích, có thể hơn điểm của mình từ 1 tới 3 điểm. Nhóm 2, đúng nguyện vọng và tương đương với điểm của mình. Nhóm 3, để dự phòng, đúng nguyện vọng và có điểm chuẩn thấp hơn điểm của mình. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần. Các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể. Theo đó, đối với xã được công nhận là xã đặc biệt khó khăn hoặc xã khó khăn tại các văn bản khác nhau thì sẽ được xác định để hưởng mức ưu tiên cao nhất, xã đặc biệt khó khăn. Đối với xã đặc biệt khó khăn, xã khó khăn khi được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì phải căn cứ vào quy định tại các văn bản về ưu tiên để xem xét xác định thời gian được hưởng ưu tiên, mức ưu tiên, trường hợp được hưởng ưu tiên tại các văn bản khác còn hiệu lực. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thì chế độ ưu tiên khu vực được thực hiện như hướng dẫn tại mục 2 công văn số 389 UBDT-CSDT ngày 30 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc, trong đó có việc quy định các xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 1-3 năm, các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, sáp nhập, đổi tên. Đối với các xã an toàn khu không vào diện đầu tư của chương trình 1-3 năm thì không được hưởng chế độ chính sách về ưu tiên khu vực. Các xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 1-3 năm nhưng có quyết định ra khỏi diện đầu tư chương trình 1-3 năm thì không được hưởng chính sách ưu tiên về khu vực kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt. Các xã an toàn khu khi có quyết định vào diện đầu tư của chương trình 1-3 năm thì được hưởng chính sách ưu tiên về khu vực kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt. Về ưu tiên khu vực đối với thí sinh học tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông và tương đương có sự thay đổi chế độ ưu tiên. Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục trung học phổ thông do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, cơ sở giáo dục sẽ được gắn một mã cơ sở giáo dục khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp. Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại cơ sở giáo dục trung học phổ thông, chọn và điền đúng mã cơ sở giáo dục theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực. Về hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, thí sinh khai báo trên hệ thống thời gian thường trú trên 18 tháng ở khu vực 1 hoặc và thường trú trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học trung học phổ thông hoặc trung cấp, danh mục các xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Tải các minh chứng để được hưởng ưu tiên theo quy định tại phụ lục 8 lên hệ thống. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các cơ sở giáo dục đào tạo đối chiếu khi làm thủ tục nhập học. Các điểm tiếp nhận xác thực khu vực ưu tiên đối với đối tượng ưu tiên cho thí sinh trên hệ thống. Các cơ sở đào tạo tải các minh chứng về ưu tiên khu vực, ưu tiên đối với đối tượng trên hệ thống để kiểm tra, rà soát và lưu trữ theo